Bạn chó này là một bạn chó vô chủ và hiện tại đang cần tìm một chủ nhân thực sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc suốt phần đời còn lại. Bị bệnh về da và tai nên chủ bạn ấy đã cho lại mình. Sau rất nhiều ngày điều trị thì hiện tại tình trạng của bạn ấy đã tốt lên và hoàn toàn khỏe mạnh như bình thường. Kênh Nhất Thú Cưng của mình chỉ là một kênh cầu nối để chăm sóc những bạn chó bị bệnh về da đáng thương. Có những bạn chó gầy chóc da chóc xương, toàn thân bốc mùi, lang thang ở ngoài đường, đầu đường xó chợ, tự sinh tự diệt, đói ốm và lạnh, không biết là sẽ ra đi lúc nào. Nhìn những hình ảnh đó thì mình cảm thấy vô cùng là đáng thương. Mình cũng chỉ muốn là một cái điểm dừng chân để có thể chữa bệnh cho các bạn ấy, để cho các bạn ấy khỏe mạnh hoàn toàn bình thường. Còn để chăm sóc và nuôi dưỡng các bạn ấy suốt những cái quãng đời còn lại thì rất là vất vả và cũng là không thể quan tâm được hết, bởi vì là rất là nhiều bạn. Vậy nên rất cần những bạn nào thực sự có tâm và muốn chăm sóc những bạn chó này một cách tử tế thì có thể đón về và chăm sóc nuôi dưỡng bạn ấy, cho bạn ấy một cuộc sống hạnh phúc. Mọi chi tiết và phí nuôi thì các bạn có thể